Cảm ơn quý khán giả vẫn theo dõi chương trình Luận đàm Thời sự trong tuần này cùng với tiến sĩ Đinh Xuân Quân và dược sĩ Phạm Khắc Khiêm. Trở lại với cái vấn đề mà sôi nổi tại Washington trong tuần lễ vừa rồi. Cả bốn vụ án cùng đang ở trong cái giai đoạn gọi là gây cấn. Riêng cái vụ án của ông Michael Cohen, cựu luật sư riêng của Tổng thống Trump trước đây, thì kể như đã tạm khóa sổ đối với ông Cohen lúc này vì ông đã nhận cái án 3 năm. Cùng ngày hôm nay thì cô Maria Butina là một công dân Nga bị bắt về cái tội gián điệp cũng đã ra tòa, bị bắt đầu vụ án đó. Và bên cạnh đó thì có vụ án của Manafort và Michael Flynn. Thì cả bốn vụ án đó, nó đều có hướng với nhau về cái không ít thì nhiều liên hệ đến Nga. Trở lại với trường hợp của Michael Cohen, cho đến bây giờ ông Cohen nhận là cái người đã đi sang Nga và đại diện cho ông Trump để thương thuyết với những người đại diện tại Nga trong cái việc mà xây cái Trump Tower ở Moscow, và cái việc liên lạc đã kéo dài cho đến tháng 6. Tức là cho đến lúc mà ông ta đang tranh cử rồi. Dạ, đã giữa mùa tranh cử rồi. Từ cái đó thì nó đã vi phạm luật gì ở Mỹ chứ? Tại vì theo các luật sư của ông Trump cũng bây giờ họ cũng xác nhận là việc đó có xảy ra, và họ nói là có cái đó là cái việc làm ăn riêng của ông Trump, vì đến ngày đó ông Trump ổng chưa có nhận lương của chính phủ Mỹ. Ông nói như vậy là không có được, tại vì khi mà mình là candidate rồi đó, được. Tại vì tháng 1 đó thì là ông ta đã được Đảng Cộng hòa cho ra là candidate. Đến tháng 7 ràng. Tháng 7 chứ, sau đại hội của Đảng Cộng hòa. Tháng 1 đến tháng 6 thì vẫn là mùa sơ bộ, bầu cử sơ bộ. Nhưng mà khi mà quý vị mà được mà gọi là chấp nhận là candidate rồi đó, thì là quý vị là con người public. Thì lúc đó này không những là không phải tất cả những cái gọi là conflicts of interest là về vấn đề business hay vấn đề làm ăn đó là phải tốt hết. Cái thứ hai nữa, nó lại dính vào Nga nữa là nguy hiểm. Thì tức là nó có thể là một cái quyết định rất là sai lầm về mặt chính trị. Và có thể là nó cũng là quyết định nó cũng không đúng về mặt đạo đức này chẳng hạn, giữa quyền lợi quốc gia. Nhưng mà nó đã vi phạm luật gì chưa? Tại vì theo như ông Trump và luật sư của ông nói thì cho đến ngày ông lên làm tổng thống, ông chưa có nhận đồng lương, ông chưa phải là công chức chính phủ. Cho nên ông chưa biết ông có thắng cử hay không nữa. Thì tại sao bắt ông phải bỏ hết chuyện làm ăn của ông? Cái này đó thì là quý vị biết là tới bây giờ đó, không những vậy đó, mà tất cả mọi người ra tranh cử tổng thống đều phải theo cái đó hết. Chứ không có phải là chỉ có một mình ông Trump nói như vậy là nghĩa là nói càng. Nhưng không, chú đang nói về một cái nguyên tắc về chính trị đó, hay là một cái quy định về luật? Không, về cái này là nguyên tắc chính trị. Ra tổng thống, ra tranh cử là nguyên tắc chính trị rồi. Thì nếu mà mình cái này nó mới làm việc chính trị mà nó có cái quyết định sai lầm như vậy đó, thì đó là do cử tri họ sẽ quyết định là người này có thì xứng đáng vậy hay không. Đó, thì có thể là cái tội nó có thể bị impeach. Thì tại vì chính trị nó có hai. Trong cái vấn đề này nó có hai vấn đề. Một vấn đề là tòa án và một vấn đề chính trị. Cái vấn đề chính trị đó tới bây giờ nó chưa có rõ hết. Chưa có nghĩa là tại vì người ta còn ông Flynn sao nói chuyện với cái gì. Và họ sợ đó, tại sao mà phải bỏ tất cả cái đó. Họ sợ là một ông tổng thống bị một nước khác gọi là blackmail. Nghĩa là gọi gì? Dùng cái đó để uy hiếp, thì cái đó nó là cái chuyện quan trọng là vấn đề chính trị. Còn cái thứ hai nữa là về vấn đề phạm pháp, phạm tội, thì nó còn một số chuyện đó nó chưa có hết. Tại vì cái việc mà xây một cái tower ở bên Nga thì nó không có phạm luật pháp vận của Mỹ phải không? Tới thì không có. Vấn đề là negotiation, nghĩa là gọi là thương thuyết làm việc làm ăn. Và vào năm 2017 đó thì ông Trump lúc đó chỉ là một công dân Donald Trump thôi. Ông có quyền ông đi qua Nga để ông tiến làm tiếp tục những cái công việc mà làm ăn của ông. Nói như vậy là không có được. Nói như vậy về chính trị là không có được. Là tại vì khi mà mình đã ra làm cái gọi là public thì nghĩa là không có được dính vào những cái chuyện làm ăn trong nước, còn không được nữa, chứ đừng có nói là gì. Vì vấn đề chính trị mà, thì không có thể nào có conflict interest được. Không có vấn đề khi mà mình ra tranh cử là tất cả là cho nước Mỹ, phải không? Cho và có lẽ cái đó là cái điều mà nó
không phải là nó quyết định đó là một cái sai lầm về chính trị, cho nên ông Trump phải giấu mà. Thì ông lâu nay ông vẫn, cho đến bây giờ thì trước đây thì ông vẫn nói là đã chấm dứt các liên hệ với Nga rồi. Thực ra thì những cái này cũng đã có những cái tranh luận nhiều. Chúng ta biết một điều là tại sao cái vụ án nó xảy ra, vụ án này nó kết thúc ở như thế này. Vì chúng ta biết là năm 2020 là năm tranh cử. Và vì năm 2020 tranh cử đó, thì tất nhiên là người ta muốn kết thúc để mà không có là lùm xùm nữa cho tới cuộc tranh cử. Và chúng ta cũng biết rằng bà policy đó, bà đã nói rằng cũng không có thể mà impeach ông Tổng thống Trump được. Bởi vì muốn impeach thì phải có 2/3 thuộc về Thượng viện. Lúc đó là mới impeach được. Để kết tội. Kết tội. Yeah, impeach thì cần đa số ở Hạ viện. Vâng. Nhưng mà cần... Và như thế đó, nó sẽ làm cho cái việc mà giữa hai bên ấy, Dân Chủ và Cộng Hòa tranh chấp nhau không có lợi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Vì vậy cho nên cái việc này nó kết thúc để cho có cuộc tranh cử năm 2020 nó tốt cho đảng Dân Chủ. Đấy là điều mà chúng ta nhìn thấy như thế. Và khi mà chúng ta nhìn thấy như thế đó, thì chúng ta thấy rõ thêm một điều nữa là cái việc mà ông Trump ấy, trước khi ông làm tổng thống thì ông có quyền ông ấy điều đình để mà người lập cái tao nước này nước kia, chuyện đó là chuyện bình thường, miễn là những nước đó mà Mỹ không có cấm vận. Nhưng mà tới khi mà ông bắt đầu ra tranh cử tổng thống đó, tất nhiên là thấy rằng nó không có lợi ông stop, nên những cái đó cũng chưa có, nó chưa có vi phạm vào cái luật mà gọi là ông ấy liên lạc với Nga để mà có được cái việc mà Nga hỗ trợ. Đó là cái điều mà chúng ta nhìn thấy, cho nên ở đây đó, chúng ta thấy một điều là cái việc mà xây tower nó không phải cái chính là làm sao cho những người mà thuộc về cái tranh cử của ông ấy khai thêm ra một số điều bất lợi cho ông Trump. Điều đó ta có thể chờ trong tương lai có hay không thì chúng ta sẽ biết. Bây giờ thì quý vị cũng biết là trong cái ra tòa của ông Flynn á, thì ông ta lúc đó là chưa ông kia chưa nhận chức mà. Thì trước đó là FBI đã biết là ông Flynn đã liên lạc với Nga và nói chuyện về vấn đề mà bỏ cấm vận cho Nga, bỏ cái trừng phạt cho Nga. Và cái đó là cái buổi gặp mặt sau ngày bầu cử vào tháng 12 năm 2016. Vâng, nhưng mà trước Nga. Khi mà ông thành tổng thống thì ông mới là lúc đó thì là đắc cử rồi. Nhưng mà quý vị biết đó, và ông Michael Flynn thì lúc đó cũng chưa phải là cố vấn an ninh quốc gia, mới đúng. Được bổ nhiệm thôi, chuẩn bị đúng. Nhậm chức. Nhưng mà cái luật của Hoa Kỳ về cái đó rất là rõ ràng. Một công dân không có quyền làm chính sách ngoại giao, cho nghĩa là chính sách đối với ngoại giao với một nước ngoài khi là mình là một công dân. Thì ông ta là một công dân, lúc đó chưa có chức vụ gì hết, mà ông ta đã FBI đã nghe được hết và đã báo cho chính báo cho ông Trump biết là ông Flynn đã liên lạc với Nga. Và khi mà liên lạc như vậy đó thì họ sợ là mà ông ta khai dối đó thì họ sợ là Nga sẽ có điều kiện mà gọi là áp lực trên ông Flynn. Thì ở đây nó luật bên Mỹ thì được cái nó rất là rõ ràng về cái đó. Và một công dân riêng ông Michael nhân. Flynn thì đã nhận cả hai tội. Thứ nhất là tội tự động tiếp xúc với đại sứ Nga, và thứ nhì là nói dối với FBI. Vâng. Nó nhận vào vụ án của Michael Flynn thì cũng tạm khóa sổ rồi phải không ạ? Michael cũng Flynn tạm khóa sổ. Tại sao? Tại vì ông ta khai ra rất là nhiều chuyện, và những cái chuyện ông khai ra thì nó chưa ra hết. Thì ở đây đấy thì cái... Nhưng nó đủ để chính ông Mueller cũng đề nghị là Michael Flynn không phải đi tù. Đúng. Tức là ông cái sự hợp tác, theo như Mueller báo cáo lại thì ông có là gọi là thành làm việc 19 lần. Là hợp tác hoàn toàn với lại cái cuộc điều tra của vâng. Mueller. Và ở đây đó thì quý vị cũng biết là khi mà chính phủ làm với chính phủ Hoa Kỳ đó, nó có nhiều cái chuyện luật lệ nó rõ ràng lắm. Mà ông người ta mới ngạc nhiên là ông Flynn là một ông tướng đứng đầu cái cơ quan gọi là tình báo quân đội của Hoa Kỳ mà lại có những cái chuyện làm như vậy là trái luật hết. Thì ở đó là còn cái chuyện còn nhiều lắm, nhưng mà ở đây đó thì luật lệ nó cũng tương đối là rõ ràng về cái chuyện này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi về cái vụ án trong cả ba vụ án này.
Và một cái vụ án mới nhất là của cô Maria Butina. Còn vụ án của ông Manafort nữa chưa hết. Yeah, Manafort, Michael Flynn và cô Butina. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình Luận đàm thời sự trong tuần này. Và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần tới.